em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu một lô phôi me chua, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Cây me đầu tiên á, mã số là 69 ạ. Rồi cây này củ rất là to ha, củ quấn đặc luôn. Em đo hoành củ ở đây là 42. Hoành thân là 17. Chiều cao là 40. Kính bầu là 18. Rồi cây me mã số 69, 700 ngàn em bao ship. Mấy cây me này cũng mới bứng lên và mới vô bầu lại nha cô chú anh chị. Để khoảng 2-3 tuần là nó đâm chồi mới lại thôi. Rồi 70. Hoành cũ 44. 44 là cũ nằm dài rất là to. Thân là 13. Chiều dài là 35. Mã số 70, 550 em bao ship. Hoành cũ 43. Thân là 14. Chiều cao 38. 71, 550 em bao ship. Hoành cũ 39. Hoành thân là 8. Chiều cao 31. Mã số 72, 400 ngàn em bao ship. Cũ 41. Thân là 12, gần 13 luôn. 12. Chiều cao là 27. Mã số 74, 450 em bao ship. Hoành 28. Ở đây là 13. Chiều cao là 32. Mã số 75. 400 ngàn em bao ship.
này coi lắc đẹp hả? Bảy mươi sáu, cũ là 37, thân là 14, cao 34, 76, 500 ngàn em bao ship. Còn đây là 44, thân là 12, chiều cao là 33, 77, 500 ngàn em bao ship. Mã số 77, 500. Nhớ chốt đúng mã số em mới gửi đúng cây được ạ. Quanh cũ là 36, thân là 12, chiều cao 34, 78.